Chào Các bạn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong phần điểm tin trưa ngày hôm nay, 27 tháng 11. Cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã đồng hành và ủng hộ. Và ngay cho đây là những thông tin chính thức mời quý vị và các bạn cùng nghe. Các bạn thân mến, tiếp tục với phần điểm tin ngày hôm nay, 27 tháng 11. Mời các bạn đến với những tin tức chính cho đây. Báo Malaysia lớn tiếng hù dọa tuyển Việt Nam. Ngôi sao châu Âu của tuyển Lào tự tin đối đầu thầy trò HLV Park Seo. Điểm mặt 4 nhân tố có thể gây đột biến cho tuyển Việt Nam tại AFC Cup 2021. Đã xác định được câu lạc bộ Việt Nam tham dự AFC Champions League 2022. Xếp lớn Indonesia hành động đặc biệt sau trận hủy diệt Myanmar. Mời các bạn cùng đón nghe. Đã xác định được câu lạc bộ Việt Nam tham dự AFC Champions League 2022. Các bạn thân mến, theo thông tin mới nhất được trang ASEAN Football đăng tải thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ là đội bóng đại diện cho Việt Nam tham dự đấu trường AFC Champions League ở mùa tới. Đội chủ sân Pleiku vào thẳng vòng bảng AFC Champions League cùng với các câu lạc bộ khác như Johor Darul Tazim của Malaysia, United City của Philippines, Lion City Sailors của Singapore, BG Pathum United, Chiang Rai United của Thái Lan. Bốn đội phải đá trận playoff là Buriram, Port FC, KA và Sen United của Myanmar. Dự kiến thì vòng bảng AFC Champions League 2021 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 26 tháng 5 năm 2022. Theo quyết định mới nhất từ AFC thì các đội sẽ giữ nguyên quyền thay 5 cầu thủ trong một trận đấu ở mọi giải đấu cho đến cuối năm 2022. Đối với các đội bộ tham dự AFC Champions League hoặc AFC Cup sẽ được đăng ký 4 ngoại binh, có một cầu thủ tới từ châu Á, đồng thời không giới hạn cầu thủ được đăng ký trong danh sách sơ bộ Trở lại với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng này đã hội quân từ ngày 15 tháng 11. Ngoài sự vắng mặt của nhiều trụ cột đang tập trung cùng tuyển Việt Nam, Hoàng Anh Gia Lai đã bước vào tập luyện với 6 cầu thủ bao gồm Tuấn Linh, Bửu Ngọc, Văn Trường, Hữu Tuấn, Đức Lương và Văn Việt. Hiện huấn luyện viên Kia Đế Sắc cùng trợ lý thể lực Budit vẫn chưa thể trở lại Việt Nam. Huấn luyện viên này sẽ đem sang Việt Nam thêm một trợ lý trong thời gian tới và cả ba sẽ sang Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Mặc dù trong thời gian nghỉ, tại quê nhà nhưng Di Cô Thái vẫn thường xuyên liên lạc và trao đổi công việc với đội ngũ lãnh đạo của câu lạc bộ Hoàng Nha Lai. Báo Malaysia lớn tiếng hù dọa tuyển Việt Nam trước thềm áp cup khởi tranh. Các bạn thân mến, mới đây một tờ báo của Malaysia là New Chess Times đã có bài viết khẳng định đội nhà sẽ ăn thịt rồng trong trận đấu sắp tới. Tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia trong khuôn khổ bảng B. Áp cấp 2021 và đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội bóng nếu giành chiến thắng, tuyển Việt Nam cũng như Malaysia sẽ có một bước tiến dài trên hành trình chinh phục chức vô địch AFF Cup. Trước thêm trận đấu này, tờ New Chess Times của Malaysia đã có bài viết thể hiện quan điểm đanh thép muốn đội nhà giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam. Malaysia từng nhiều lần ăn thịt rồng. Đó là tựa đề bài viết trên tờ New Chess Times. Tác giả nhấn mạnh, trước đây thời điểm ít được kỳ vọng nhất, Malaysia cũng nhiều lần hạ gục những chú rồng vàng đang bay cao vì vậy mà chúng ta không việc gì phải sợ hãi trước những lời dọa nạt về việc là những chú rồng đang thổi lửa quá nóng để cho Malaysia không thể ăn thịt. Tờ báo này cho rằng ông Tan Chang Hoe đang rất bình tĩnh trước thềm trận đấu với tuyển Việt Nam. Ông đã căn dặn toàn đội là không việc gì phải sợ khi đối đầu với Việt Nam. Trong quá khứ thì như đã từng biết là tuyển Malaysia từng hạ gục tuyển Việt Nam của chúng ta ở AFF Cup 2010 và 2014. Chính bởi vậy mà ông Tan Chang Hoe cũng hy vọng là sẽ lặp lại thành tích trên. Trong một chia sẻ mới đây với báo giới nước nhà, huấn luyện viên trưởng tuyển Malaysia cho biết, tuyển Việt Nam thi đấu rất nhanh với tinh thần đồng đội và quyết tâm cao. Chúng tôi cần phải cẩn trọng với những pha phản công của họ. Tuy nhiên thì trước đây chúng tôi cũng nhiều lần đánh bại tuyển Việt Nam khi họ được đánh giá cao hơn chúng tôi. Tuyển Malaysia sẽ thi đấu bằng niềm tin mạnh mẽ và sẽ tạo ra sự khó chịu nhất định cho đối thủ này. Chúng ta cần phải cẩn thận với các giai đoạn chuyển tiếp bởi bất kỳ đợt tấn công thất bại nào sau đó thì đội bóng cũng sẽ phải đối diện với những đợt phản công nguy hiểm từ đối thủ. Chúng tôi phải không cho đối thủ nhiều khoảng trống để hạn chế cơ hội ghi bàn của họ. Điểm mặt 4 nhân tố có thể gây đột biến cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2021. Các bạn thân mến, đoàn quân của HLV Park Seo đã trải qua 6 trận đấu không thành công tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ưu điểm và hạn chế của chúng ta đều đã được bộc lộ khá rõ. Các đối thủ sắp tới tại AFF Cup đã nghiên cứu kỹ về lối chơi của chúng ta, do đó Thầy trò HLV Park Sơ cần nhiều nhân tố có khả năng gây đột biến để giải quyết trận đấu vào thời điểm quyết định. Và dưới đây là những gương mặt có thể tạo đột biến cho tuyển Việt Nam. Thứ nhất, Nguyễn Quang Hải. Quang Hải là cầu thủ xuất sắc nhất tại AF Cup 2018. Cầu thủ này thi đấu ổn định dưới thời HLV Park Sơ qua nhiều chiến dịch. Quang Hải luôn nằm trong số những gương mặt chơi tốt nhất của đội tuyển trong các trận đấu vừa qua tại vòng loại World Cup. Với tố chất kỹ thuật của mình. Quang Hải có những pha xử lý bóng ngẫu hứng khiến cho đối phương khó đoán biết. Cái chân trái ảo diệu sẽ là thứ vũ khí lợi hại tạo ra nhiều bàn thắng bất ngờ cho tuyển Việt Nam ở các trận đấu sắp tới. Thứ hai, Nguyễn Công Phượng. Huấn luyện viên Panzer từng phát biểu về Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Tiến Linh đang là hai tiền đạo tốt nhất của đội tuyển. Trong các trận đấu vừa qua khi cầu thủ sinh năm 1995 có mặt trên sân thì lối chơi tấn công của tuyển Việt Nam đã trở nên khởi sắc và gắn kết. Cái hay của Công Phượng là khả năng chơi được ở nhiều vị trí cầu thủ của Hoàng Gia Lai có thể chơi trung phong, bám biên, thậm chí là lui về đá như một tiền vệ trung tâm. Nếu được bố trí đá tự do, tính đột biến của công Phượng sẽ ngày càng phát huy. Thứ ba, Nguyễn Văn Toàn. Nguyễn Văn Toàn chưa được huấn luyện viên Sơ sử dụng thường xuyên tại đấu trường vòng loại World Cup, nhưng mỗi khi có mặt trên sân, tiền đạo thuộc biên chế của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đều phần nào phát huy được khả năng của mình. Điển hình là tình huống đột phá mang về quả phạt đền cho tuyển Việt Nam trên đất UAE. Tốc độ là điểm mạnh nhất của Văn Toàn những tình huống thoát xuống ở biên, sông thẳng và vòng cấm địa của đối phương sẽ là phương án có thể tạo ra sự bất ngờ lớn cho các đối thủ tại AFF Cup 2021. Thứ tư, Trần Minh Vương. Minh Vương được xem như quân bài giấu trong tay áo của HLV Park Seo. Việc không có duyên thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trong nhiều giải đấu vừa qua, một phần do chấn thương khiến cho anh ít được các đối thủ chú ý và đó sẽ là cơ hội để cho chàng trai gốc Thái Bình này tỏa sáng giống như cái cách mà anh đã ghi hai bàn trong trận gặp UAE ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, Minh Vương đã ngày càng một tiến bộ trong màu áo câu lạc bộ Hoàng Gia này. Những cú sút xa sẽ là thứ vũ khí lợi hại giúp cho cầu thủ này tạo ra bất ngờ. Với bốn nhân tố có thể gây đột biến có trong tay, hy vọng là Hưng Yên Sơ phần nào an tâm cho các phương án uy hiếp khung thành của đối phương tại chiến dịch sắp tới. Ngôi sao châu Âu của tuyển Lào tự tin đối đầu thầy trò Hưng Yên Sơ các bạn thân mến, tiền đạo Billy -Fong -Fong đã thể hiện sự tự tin dù biết là mình sắp đối mặt với nhiều thách thức ở đấu trường Đông Nam Á. Như đã chuyển đến các bạn thì đội tuyển Lào sẽ có được sự phục vụ của cựu ngôi sao Leicester One là Billy Keskeferfon tại AFF Cup 2021. Đây là cầu thủ có cha mẹ vốn là người Lào nên hoàn toàn đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Lào. Billy có thể xem là một của hiếm không chỉ của bóng đá Lào mà còn cả với Đông Nam Á khi anh từng được chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Pháp là League One cùng câu lạc bộ Angers. Cầu thủ này sau đó thi đấu cho các câu lạc bộ thuộc League 2 như OC hay Solet và hiện tại là đội bóng Danke. Được biết là vào ngày 1 tháng 12 tới đây, Billy sẽ từ Pháp bay sang Singapore để hội quân cùng đội tuyển Lào. Trong một chia sẻ mới đây của mình, tiền đạo sinh năm 1990 đã thể hiện sự tự tin của mình, dù biết là Lào là đội bóng bị đánh giá thấp nhất ở bảng B. Cụ thể anh này cho biết Thật khó khi chơi bóng như một đội bóng chiếu dưới, nhưng bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều mà chỉ cần chơi bóng với cả trái tim và niềm vui. Đầu tiên, tôi sẽ giúp cho các đồng đội phát triển thông qua kinh nghiệm của mình tại châu Âu. Tôi sẽ giúp cho mọi người có được niềm hy vọng rằng một ngày họ sẽ chơi bóng tại châu Âu. Tôi đang ở trạng thái sung mãn nhất ở câu lạc bộ, tôi vẫn tập luyện thường xuyên. Đúng là tôi sẽ gặp khó khăn khi làm việc với các đồng đội mới và thời tiết, nhưng tôi sẽ ổn vì bóng đá là ngôn ngữ chung. Chia sẻ thêm về quãng thời gian chơi bóng ở League One, Billy cho biết Đó là quãng thời gian tuyệt vời, được chơi bóng ở các sân vận động tuyệt vời và đối đầu với những cầu thủ lớn như Ibrahimovic, Thiago Silva hay những tên tuổi khác. Ngày 6 tháng 12 tới đây thì Billy và các đồng đội sẽ có trận gia quân chạm trán tuyển Việt Nam. Nếu được ra sân thì đây hứa hẹn sẽ là trận đấu đáng nhớ với tiền đạo này trong màu áo đội tuyển quốc gia nào. Xếp lớn Indonesia hành động đặc biệt sau trận hủy diệt Myanmar các bạn thân mến, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia là ông Muhammad Irwan yêu cầu các học trò của ông Shin phải giữ đôi chân trên mặt đất dù họ mới có chiến thắng ấn tượng trước Myanmar với tỷ số 4-1. Như đã biết là tuyển Indonesia đã đón nhận một tín hiệu vui đầu tiên trong chuyến tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ khi họ hạ Myanmar, một đối thủ cũng ở Đông Nam Á với tỷ số đậm đà 4-1. Sau chiến thắng này thì Chủ tịch Muhammad Irwan đã có lời khen ngợi đến thầy trò ông Shin Thật tuyệt vời, Indonesia đã chơi một trận đấu quá ấn tượng trước Myanmar, qua đó giành chiến thắng vang dội. Đây là điều rất quý trước khi chúng ta bước vào chiến dịch Áo Cup 2021. Indonesia đã trình diễn một lối chơi tấn công rất đẹp mắt và hiệu quả trước một Myanmar không hề dễ đá. Dù vậy thì xếp lớn của Liên đoàn bóng đá Indonesia yêu cầu đội tuyển không được có tâm lý tự mãn. Các cầu thủ không được tự mãn và kiêu gạo sau chiến thắng này. Nên nhớ ở vòng bảng Áp Cup chúng ta phải chạm mặt những đội bóng rất mạnh như Việt Nam hay Malaysia. Tôi yêu cầu tất cả các cầu thủ phải tập trung tối đa và chăm chỉ tập luyện. Mọi người phải tuân theo sự chỉ đạo của ông Siregar. Về phía liên đoàn, chúng tôi luôn ủng hộ ông Siregar, qua đó giúp cho đội bóng đạt được thành tích tốt nhất. Trong khi đó, thì một chuyên gia của Indonesia là Muhammad Kusnayi cũng đã đưa ra đánh giá sau chiến thắng của đội nhà trước Myanmar. Cụ thể, vị trí lực gia này chia sẻ với CNN Indonesia: Đội tuyển Indonesia đừng tự tin thái quá sau trận thắng Myanmar. Chúng ta sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với những đội khó chịu hơn. Malaysia là một đội bóng như vậy. Tuyển Indonesia cần phải nghiên cứu kỹ những đội bóng có khả năng pressing tốt. Nhìn sang đối thủ Việt Nam, tôi thấy họ có phần khá giống với Myanmar, nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ là Việt Nam lên bóng gọn gàng và sắc nét hơn. Ngoài ra thì Indonesia cần phải cải thiện điểm yếu ở những tình huống cố định. Các học trò của ông Suleyman luôn gặp vấn đề trong các pha bóng chết. Myanmar đã tận dụng một tình huống như vậy để ghi bàn vào lưới chúng ta.